cập đọc thấy thằng Lâm á. À, nó có cái website. Cái này là thuộc quận Bình Tân đúng không ta? Nãy anh bạn anh xuống đây rồi anh đi mẹ, anh kêu phải. Tìm má thấy không gọi thằng Lâm rồi chứ. Nói chung là đại lộ ra hai đi đại lộ thì thấy hai ngã tư tới rồi. Ở đây nói chung là ok. Này gần như là vậy là đầy đủ tiện ích rồi. Cái này sân bóng gió à? Hồ bơi. Nó cho chơi rồi đúng không? Thế mà làm sao là xây cái trường này? Trường gì? Trường là trường học tiểu học, trường học cơ sở.